Trong video lần này tôi sẽ hướng dẫn mọi người cách làm trà sữa Hojicha. Nào, chúng ta cùng bắt đầu. Nguyên liệu cần chuẩn bị gồm có: đầu tiên là bột trà Hojicha Nhật Bản, tiếp đến là bột sữa, nước đường, đá viên, nước sôi và một ít chân châu mà tôi đã chuẩn bị sẵn là chân châu cam. Không thể thiếu bình lắc và một ly nước cầu. Nào, chúng ta cùng bắt đầu. Trà sữa rất hot trên thị trường và tôi hy vọng các bạn thích nó. Chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.